Tao là một thằng mà luôn overthink về mọi thứ. Ê, hôm nay mình mặc cái gì đây ta? Lỡ đến lớp trễ rồi ai cũng nhìn mình rồi sao? Hôm nay crush nhắn mình như vậy, nghĩa là cái gì? Chưa giải quyết xong được suy nghĩ này, lại có thêm một suy nghĩ khác nữa, và khác nữa, và khác nữa. Và vì chính lúc nào cũng stress và lo nghĩ về mọi thứ, nên cậu cứ đứng đó lo sợ và dậm chân tại chỗ mà thôi, không thể làm gì để cải thiện bản thân cả. Đồ thấy vậy liền bảo: trời tèo ơi, thôi mày coi cái video này liền đi. Overthinking là suy nghĩ quá nhiều, có quá nhiều suy nghĩ là... Cái này nó giúp tao hiểu về overthinking đó, nhưng tao vẫn overthinking đây nè. Mày không thấy hả? Đâu kiểu chill bro, chill jeez, whoa. Ok, vậy còn cái video này của anh áo đen đẹp trai, mày coi chưa? Wow. Yeah, đọc tiếng nhau Simon. Take me later bro. Hey bro, không biết là ông có coi cái video trước tôi làm về overthinking hay chưa. Trong đó ha, tôi đã giới thiệu về overthinking. Ok, overthinking là gì? Tại sao tao overthinking? Thì nếu ông muốn tìm hiểu thêm thì tất nhiên ha, check that out. Xong rồi hãy quay lại đây coi cái này. Nếu không thì vẫn không sao hết. Nếu ông muốn giảm overthinking của mình thì absolutely, ông đến đúng chỗ rồi. Tại vì trong video này ha, tao sẽ vô thẳng luôn nè. Đó là những cách mà tôi đã tìm hiểu được ha, cũng như đã giúp tôi rất là nhiều trong việc giảm cái sự overthinking, cái việc suy nghĩ nhiều này trong chính mình luôn. Yeah, a part 2. Và nói trước với ông nè, đó là tôi không phải là một bác sĩ hay là một chuyên gia về tâm lý. Chỉ là một chàng trai trẻ bình thường mà áo đen, tự nhiên khá đẹp trai. Xong rồi mình muốn tìm hiểu về tâm lý, đang muốn tìm hiểu về overthinking của chính bản thân mình nè, có cách đọc nhiều sách, nghe nhiều podcast. Xong rồi có YouTube, rồi học từ nhiều nguồn khác nhau. Thì tóm lại, đây là những kiến thức mà tôi đã tự học được và tóm gọn lại và tôi muốn dành cho ông. Tất nhiên sau khi đã tổng hợp lại, chính tôi cũng đã thử áp dụng ha, tôi vận dụng nó lên chính bản thân mình để tự giải quyết cái sự overthinking trong chính đầu của mình nữa. Đó là tất nhiên ông ở đây ông cũng biết tôi như thế nào. Anh em ở đây coi với nhau rất là thân thuộc đúng không? Tôi nói chuyện với ông như một người bạn, như một người anh thì đó, đây nói chuyện với nhau bình thường mà thôi, nên tôi muốn chia sẻ với ông ở đây nè bro. Đó là chính tôi thật sự còn không nhớ tôi đã bắt đầu overthinking từ bao giờ nữa. Và ông có thể bảo đúng rồi, mình overthinking là phải rồi, tại mình đang lớn lên, mình đang dần trưởng thành, có nhiều công việc, việc làm, việc học cao hơn này nọ, bạn gái, những trách nhiệm khác rất là nhiều, nên overthinking, suy nghĩ nhiều là phải rồi. Nhưng quan trọng ở đây, cái điều khác biệt ở đây là nếu ông giống tôi ha, ông nhận thấy là mình đang suy nghĩ nhiều luôn, mình đang overthinking luôn, và ông biết là nó không giúp gì mình, thậm chí là có hại nữa, nhưng mà ông không thể nào mà ngưng được nó. Yeah, tôi hoàn toàn có thể đồng cảm với ông. Tôi rất là hiểu. Nói sao ta, cho những cái ví dụ về overthinking, thật sự nó có quá nhiều để tôi có thể cho một ví dụ nào cụ thể. Nhưng mà ok, cho một cái ví dụ rất là đần luôn nè, đó là gần đây ha, đó là tôi dạo này ok thức dậy cũng hơi trễ một tí đi, về trong đầu tôi liền nảy ra một cái cuộc đấu tranh tư tưởng, đó là dậy hơi trễ vậy rồi, vậy mình đi tập gym hay là dành thời gian buổi sáng để làm việc. Tập gym buổi sáng thì cũng tốt này, rồi sảng khoái tỉnh táo hơn, xong rồi còn ít người trong phòng gym hơn nữa, vắng hơn nữa. Yeah, đi tập gym đi. À không, hay là ở nhà làm việc chứ, ở nhà làm việc, tại vì ở nhà thì mình có nhiều sự tập trung hơn, nhiều sự sáng tạo hơn, và có nhiều thời gian để làm việc hơn, nhưng mà sức khỏe cũng quan trọng nữa. À, nhưng mà việc làm mình cũng quan trọng nữa. Các bạn biết cuối cùng như thế nào không? Cuối cùng vì không biết chọn cái nào nên tôi đã đứng yên đó mà không làm gì hết, và tôi chỉ nằm đó và lướt điện thoại mà thôi. Ok, trong vài lúc cho dù có bối rối và không biết chọn cái nào, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy ha và chọn một cái. Nhưng quan trọng ở đây đó là dù tôi chọn cái nào thì tôi vẫn cảm thấy stress và lo lắng, tại vì mình chưa làm được cái kia. Yeah, I know là tôi lên đây tôi bảo rồi này nọ, nhưng mà chính tôi tất nhiên không thể nào mà kỷ luật được 100% thời gian cả. Yeah, và tôi cũng giống như anh thôi, cũng đang cố gắng trên con đường cải thiện bản thân này. Tôi chỉ muốn thú thật và kể ông cái điều đó. Và ông hãy tưởng tượng đi, đó là chỉ một việc nhỏ vậy thôi đó, một cái việc đần độn, đó là buổi sáng dậy là nên làm cái gì trước. Thì nếu mà tôi ra ngoài kia đứng trước một đám đông để cố gắng thuyết trình với họ, hiểu thuyết trình trong lớp thì sao? Hay là đó là những cái project sáng tạo, đó là bật cái video này lên nè, để quay như vậy nè, thì tôi phải overthink bao nhiêu, suy nghĩ bao nhiêu, là phải làm cho cái video hoàn hảo bao nhiêu mới dám cái nút đăng nó lên. Thật đây đó là nếu tôi có khả năng để lấy lại những khoảng thời gian, những công sức, những chất xám mà mình đã phí phạm vô việc stress và overthink quá nhiều mà không cần thiết á, thì mọi thứ nó sẽ tuyệt vời bao nhiêu. Nhưng quan trọng đây nè, quan trọng ở đây đó là không phải tôi nói đây là tôi đang cuộc sống này nó khó khăn quá, tôi mong muốn mọi thứ nó dễ dàng hơn, và giống như là Peter Pan gì đó không bao giờ lớn lên và ở trong Neverland. Không phải là như vậy. Tại vì tôi biết đó là chúng ta thật sự là một người
một phiên bản tốt hơn đi. Một người đàn ông mà mình muốn trở thành một phiên bản giỏi hơn của mình thì mình phải trải qua những khó khăn và thử thách đó. Đó là điều không tránh khỏi, đúng không? Đó là ta đừng mong mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn, mà hãy chính bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn đi, và hãy học cách để xử lý cái sự overthinking này. Bro, tóm lại đó là tôi đang suy nghĩ nhiều về việc quay một cái video về việc suy nghĩ nhiều. Yeah, nên tôi cũng như ông thôi bro, cũng cần một video về việc suy nghĩ nhiều này trong lúc mình suy nghĩ nhiều. suy nghĩ nhiều. Yeah, I know. Thôi, ok, không suy nghĩ nhiều nữa. Ta vào thẳng luôn nè. Đầu tiên bro, hãy tự hỏi mình xem tại sao ông lại overthink. À, tôi suy nghĩ nhiều là do hồi nãy tiên vô phòng gym á, mọi người quay lại nhìn tôi một cách kỳ lạ, nhìn chằm chằm luôn. Hay do tôi dính rau trên răng này nè. Hay là một cái rất thân thuộc đó là ôi chết bà, mai mình thuyết trình rồi không biết mãi như thế nào nữa, mai lỡ mọi người cười, mọi người thầy cô cho mình điểm thấp rồi này nọ, rồi hỏi câu hỏi khó rồi sao. Yeah, tôi hiểu chứ, tôi hiểu tại sao ông lại suy nghĩ nhiều như vậy. Gặp cái tình huống đó thì chính tôi cũng sẽ như vậy thôi. Là nếu ông đang suy nghĩ trong đầu nè, đang suy nghĩ là tại sao ông overthink, cái điều gì đó đang làm ông overthink. Yes my baby, yes my baby, hãy ghi hết xuống cái quyển nhật ký của mình ha. Ghi hết xuống những cái mà nó đang làm ông stress, đang làm ông cringe, đang làm ông cảm thấy như thế này. Nhưng nè, nhưng khoan, chưa hết ha. Nhưng chúng ta không dừng ở đây, chúng ta còn đi sâu hơn nữa. Mà hãy tự hỏi mình xem, đó là những nỗi sợ này nó đến từ đâu? Nó có phải đến từ cái tôi của mình hay không? Cái tôi hay là the ego ở đây nè, theo tôi hiểu ha, đó là một cái phiên bản lý tưởng đi, một cái hình tượng mà mình đang muốn trở thành, một cái standard, một cái tiêu chuẩn mình đang cố gắng đạt tới. Và cái tôi ở đây, ông có để ý hay không, đó là ta luôn cho nó là một cái gì đó rất là hoàn hảo luôn. Đó là khi ta mấy gym rat, đó là thường vô phòng gym là phải muốn ôm mấy chị đang tập là phải dừng giữa hiệp luôn, đang soát mà dừng này nè, và quay lại và ngước nhìn mình như vậy nè. Hay là muốn bản thân mình thuyết trình hay như là Matthew Walker on TED Talk. Men who sleep 5 hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep 7 hours or more. Và không được vấp chỗ nào cả. Đó là cái tôi của mỗi chúng ta nè. Ông và tôi nó sẽ rất là khác nhau. Có thể ông giỏi cái này, nhưng tôi muốn cái tôi của tôi nó xuất chúng ở cái kia. Quan trọng ở đây đó là cái tôi nó đều được xây dựng nên trong đầu của mình nè, bởi những cái thiên kiến biases, các niềm tin và các tư tưởng limiting belief cứng nhắc của mình. Những cái thiên kiến, tư tưởng và niềm tin này ông có thể học được ha từ rất là nhiều nguồn xung quanh ông, đó là từ tin tức này, mạng xã hội nè, hay là gần hơn những người thân xung quanh ông nè, bạn bè, ba mẹ này nọ. Vậy nó tạo cho ông giống như ông đang đeo một cái kính như vậy nè, một cái lens, ông đang nhìn qua ra thế giới ngoài. Yeah, và cái tôi của mình, nếu có thể cái phép so sánh đó nó cũng được, nhưng mà ông mày hiểu tôi mà, đúng không? Đúng là tôi cũng mới tìm hiểu về từ ego này nọ thôi, nên là có thể cái lời giải thích nó cũng làm tí, nhưng mà yeah, hiểu vậy cũng được rồi. Và thường á, tôi tưởng tượng cái ego của mình là nó nằm trên đây nè, cái ego của mình nó cao như vậy nè, còn cái hiện thực á, thì nó nằm ở dưới đây nè. Thì tất nhiên đó là cái hiện thực nó nằm dưới đây, thì mình phải luôn overthink và suy nghĩ hết đủ mọi cách để có thể đạt tới, để đạt được cái tiêu chuẩn của cái tôi nằm ở đây chứ. Hoặc đó là những lúc ông đang cố gắng plan ra một cái đó trong tương lai, ông sẽ nằm dưới đây nè, đang lo lắng về một cái thử thách trước mắt mình, ông sẽ cố gắng plan và lên kế hoạch cho từng cái chi tiết nhỏ nhất để cố gắng trở nên hoàn hảo hơn, để đạt được cái tôi ở trên đây chứ. Không phải đành ra thế nào, ông overthink, dậm chân tại chỗ và không dám đối mặt với cái thử thách đó luôn. Hey bro, ông hãy nhìn tôi nè, nhìn tôi đi, hãy thật sự trả lời câu hỏi này cho tôi nè. Đó là cái việc mà ông suy nghĩ nhiều như vậy á, nó có giúp gì được cho ông không? Đó là nếu mà ông cứ ngồi đó suy nghĩ đi, suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ mạnh lên một cách thần kỳ nào đó, nó có thể nào mà đạt tới được cái tôi mà ông đặt nó quá cao như vậy hay không? Bây giờ bro, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ha, ông hãy cùng với tôi để bác bỏ và buông bỏ đi chứ những cái định kiến mà ông đang có ha. Và chúng ta hãy cùng nhau reframe. Đó chính xác là bước 2 ha, reframing, or đầy đủ hơn đó là cognitive reframing. Và theo Dr. K ha, là một nhà tâm thần học, ông có một cái kênh YouTube rất là nổi tiếng đây luôn, tôi rất thích coi luôn. Yeah. Theo Dr. K ha, là một trong những cái việc làm cốt lõi đây mà ông đang giúp bệnh nhân của mình nè, đang làm trong cái trị liệu tâm lý đó, đó là giúp họ reframe. Thật sự là giúp họ thay đổi cái cách suy nghĩ của mình luôn. Và tất nhiên tôi không thể nào ở đây mà kêu ông thôi đừng có suy nghĩ vậy nữa. Ủa sao overthinking hoài bro? Có gì đâu mà suy nghĩ nhiều vậy? Stop it, hãy ngưng overthinking đi. Stop it.
Ok, tôi hiểu là tất nhiên là không thể làm vậy được rồi. Nên đây ha, tôi sẽ gợi ý cho ông ba cái cách suy nghĩ khác để ông tự kiểm chứng xem coi là nó có hợp lý hay không. Đó là đầu tiên nè, đó là từ ta muốn kết quả ra là phải hoàn hảo và xuất sắc, không được sai một chỗ nào. Qua, đó là chính cái việc mắc lỗi và rút kinh nghiệm từ nó mới thật sự là mình giỏi được chứ. Và đây chính xác là điều mà Dr. Andrew Huberman đã nhấn mạnh về cái khoa học của việc học tập đó, của learning đó, và neuroplasticity, aka là cái hiện tượng mà não mình sẽ thay đổi dựa trên những cái điều kiện ở bên ngoài. Tóm lại, đó là để ta thật sự học, cũng như là để não ta thực sự thay đổi đó, thì nó phải có một cái lý do. Và cái lý do ở đây đó là ta phải mắc lỗi và rút được kinh nghiệm từ nó. Và tất nhiên nói đây nó sẽ dễ hơn làm rất là nhiều. Tại vì nếu mà nó dễ làm thì ai cũng đã là một thiên tài rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là để diễn tả cái điều này ở đây ha, tôi nên kể một tí về cái hành trình khi mà tôi mới bắt đầu thành lập kênh YouTube của mình luôn. Đó là lúc tôi mới thành lập luôn ha, mới thành lập kênh YouTube của mình luôn. Đó là không phải đầu năm nay, đó là vào đầu năm 2022. Đó là nếu ai OG đây thì mới biết. Chắc không có nào OG đâu, nhưng mà yeah. Đó là lúc mà tôi, ok, tôi biết là mình sẽ làm về cải thiện bản thân nè. Nhưng mà cải thiện bản thân, self-improvement, sao mà nó rộng quá vậy? Đúng không? Tôi có thể đi theo hướng fitness, tập gym này, hay là tâm linh, spirituality, tâm lý học, psychology, tài chính, rồi business này nọ, hay là dating cô gái hả? Có rất là nhiều hướng tôi có thể xác định cái kênh mình để đi. Nên cũng y như rằng cũng suy nghĩ rất là nhiều. Chết bà, tôi biết là để thành công như YouTube là mình phải tập trung vào một cái thôi, ok, chuyên sâu vào một cái thôi, chứ không có được đánh nhiều quá thôi mà giăng một cái lưới quá rộng. Cũng suy nghĩ rất là nhiều, cũng tới một lúc nào đó cũng mém mém không biết làm luôn, nên là cũng tính không làm luôn. Suy nghĩ quá mức, cũng tính đóng băng thôi mà đứng yên tại chỗ luôn. Nhưng mà cũng rất là may mắn ở đây ha, thằng Phúc hồi xưa nó cũng nếu không biết đi hướng nào thì đi hết tất cả hướng luôn, làm hết tất cả content mình thích luôn, thích cái nào thì làm cái đó. Đó là content thử thách 30 ngày, đó là nhảy dây, đó là ngồi nói chuyện tập gym, đó là nhiều cái nữa. Đó là vì sao ông có thể thấy, đó là hồi xưa cái content của tôi nó mới từ lừa hột dừa và nhiều như vậy nè. And boom, ông tưởng sẽ thành công vang dội đúng không? Nah bro, thật sự là đã thất bại. Xong sau khi mà làm 10 video đầu luôn, cố gắng sản xuất 10 video đầu thì nó không có lên view, không có ai subscribe, không ai coi hết trơn á. Tôi cũng đã nghỉ, yeah, ngừng làm và không làm YouTube nữa, nghỉ hết nửa năm luôn. Để suy nghĩ lại, phản ánh lại mình làm gì sai, mình thể làm gì tốt hơn, mình cần làm gì nhiều hơn, và mình cải thiện kiến thuật của mình như thế nào. Boom, sau đầu năm nay tôi đã quay lại. Năm 2023 chứ, nó quay lại và tới được đây. Và mới có cơ hội để gặp ông chứ. Tôi biết đây chỉ là một cái ống kính thôi, đang nhìn ông nè, yeah. Nhưng mà mới ở đây nói chuyện với ông được như vậy chứ. Tóm lại đây ha, cái bài học từ nguyên câu chuyện của tôi nè, đó là việc để mình có thêm kiến thức và kinh nghiệm, nó không đơn giản đến từ việc mà mình cứ ngồi đó học trên máy tính, đọc sách rồi lên kế hoạch nọ hoài. Nhưng mà mình phải thật sự làm. Và chỉ có làm mà mình phạm sai lầm, mình học từ nó đó, đó chính là lúc mà mình mới thật sự trở nên xuất chúng và giỏi hơn. Become a master. Giờ qua, tư tưởng thứ hai ha, đó là từ, để đọc lại chính xác nè, đó là từ, mình phải cố gắng lên kế hoạch cho mọi thứ thật hoàn hảo và tỉ mỉ nhất có thể, sang đừng cố kiểm soát những thứ mà mình không thể kiểm soát, và tập trung làm tốt những thứ mà mình có thể kiểm soát mà thôi. Và đây, chính xác là một trong những cái niềm tin, trong những cái lời chỉ dạy cốt lõi nhất của chủ nghĩa khắc kỷ, or Stoicism. Một trong những triết lý rất là lâu đời, rất là cổ đại luôn rồi, nhưng mà vẫn áp dụng rất là tốt trong cái thời hiện đại ngày nay. Cho tôi nghĩ ông cũng biết mà đúng không? Đó là Marcus Aurelius, đó là Epictetus, đó là Seneca. Đó là cái nhiệm vụ suốt cuộc đời chúng ta luôn. The Stoic khuyên rằng ta phải luôn phân biệt cái mà ta có thể kiểm soát được và cái mà ta không thể kiểm soát được. Đó là ok, mai thuyết trình cái thái độ của bạn bè, thái độ của thầy cô này nọ cho điểm bao nhiêu thì mình không biết. Nhưng mà mình biết bây giờ mình đã học xong rồi. Đã học xong script, đã chuẩn bị rất là tốt, đã tập nói hết mọi thứ rồi. Nên ngày mai cứ tự tin lên và nói thôi, không cần overthink nữa. Đó là trong buổi hẹn này mình đã rất là ga lăng, nói chuyện lịch sự rồi chú ý nhìn bạn này nọ. Còn muốn đi second date hay không, đó là tùy thuộc vào bạn nữ đó nữa. Yeah, that's it bro. That's it, đơn giản là vậy thôi. Đó là tại sao ông phải quan tâm tới tương lai, cái kết quả sau này, trong khi ông còn không biết cái kết quả, cái tương lai nó trông như thế nào nữa. Tại sao không lo làm tốt cái mà mình có thể làm đi, có thể kiểm soát đi, và để kết quả
tự giải quyết chính nó. Đó là ok, mình không có suy nghĩ nhiều nữa, lên kế hoạch vậy là cũng đủ rồi nè, lên đầy đủ rồi nè. Thì chỉ bắt tay vào làm việc thôi. Và qua cái cách reframe thứ ba ha, tôi đọc đây luôn, đó là từ hay chắc cái này sẽ mệt mỏi là đau đớn lắm đây, sang điều xấu nhất có thể xảy ra là gì? Đó là bro, bro, ông đang cố quá đó. Hãy hít thở một tí ha. Và hãy thả lỏng một tí đi. Yeah, đúng là con người mình thường có thiên hướng để nghĩ mọi thứ nó rất là xấu rồi này nọ, negativity bias, mình học từ anh Danny Trần. Nhưng mà thật sự đó, điều xấu nhất có thể xảy ra ở đây là gì chứ? Hãy nghĩ xem, hãy nghĩ một cách khách quan và đường dài nhất cho tôi nè. Đừng có trắng đen như vậy nữa. Hãy nghĩ xem cái liệu cái việc mình sắp làm ở đây nè. Yeah. Cái trade off, cái sự trao đổi đó, cái sự đánh đổi đó chứ, nó có đáng hay không? Bản thật ha, thật là nó khá là đáng đó. Thì tôi thử phân tích cho ông ha, hãy tưởng tượng ở đây nè. Ok, kêu Simon vẽ ra cái là ông hiểu nè. Ok, bây giờ ông thử làm YouTube mà thất bại. Ok, xấu nhất là ông có thể bị thằng nào đó vô ném đá. Rồi sao nữa? Thì ông vẫn ở đây khỏe mạnh thôi. Và ông luôn có thể nhận lỗi và sửa lỗi. Được mà. Nhưng mà bù lại đây là mình được cái gì? Được học rất là nhiều, đó là kỹ năng edit, kỹ năng script, kỹ năng quản lý mạng xã hội. Còn phát triển được một cái lớp da dày hơn để chống lại những cái dư luận tiêu cực ngoài kia nữa. Đó là ok. Tình huống thứ hai nè, ông lại bắt chuyện với crush ha. Xong rồi hỏi xin số mà cô ấy từ chối ông. Come on bro, come on, come on sao? Điều tệ nhất đây là gì? Cô ấy từ chối mà. Cô ấy làm ông bẻ mặt một tí hả? Thế là tệ nhất luôn. Trời ơi, cô ấy cười như mặt ông. Rồi là come on, điều đó có xảy ra bao giờ không? Tôi nghĩ là không đâu. Và nếu có xảy ra đi thì cô ấy không phải là một người tốt để ông quen đâu. Và bù lại đó là gì? Bù lại đó là một cái niềm tự hào, một sự vui sướng vì chính bản thân mình đã vượt qua cái nỗi sợ này, vì đã chinh phục được cái thử thách trước mắt và còn phát triển một cái lớp da dày hơn với những cái lời từ chối nữa. Và sau này mình sẽ dễ dàng thành công hơn trên con đường hẹn hò. Và ông đừng có quên, đó là cái khả năng cũng khá là cao đó. Và cô ấy sẽ đồng ý và hai người sẽ trở thành cặp đôi và bạn trai bạn gái cùng với nhau. Và ông hiểu mà bro, ông hiểu mà, nó không tệ tới vậy đâu. Để tôi tóm gọn lại cái lời khuyên thứ ba này trong một câu này ha. It is what it is. It is what it is. Oh yeah, that's it my baby. Yeah, và nếu ông thích những cái ý tưởng mà tôi nói trên đó thì chắc ông cũng rất là muốn nghe thêm đúng không? Thì absolutely hãy tham gia cái cộng đồng email nói thật là của tôi right here. Yeah, là một nơi mà tôi sẽ gửi cho ông email hàng tuần hoàn toàn miễn phí ha bro. Like, duh. Nhưng quan trọng đây nè, điều đặc biệt ở đây là những email này không phải những email tầm thường. Có thể là những email tôi chưa bao giờ nói ai và gửi cho ai bao giờ cả. Thì mới ra lò luôn. Đó là khi mà tôi thường đi bộ buổi sáng đi, thường nghe podcast và nghe những cái sách nói nè. Mày ô, cái điểm này hay quá, mình nên chia sẻ với mấy bro của mình. Đó là lúc tôi sẽ ghi email và gửi để chồng. Không chỉ là những kiến thức như vậy đâu, đó là những cái trải nghiệm cá nhân, những cái tôi học được, những cái mà tôi đã làm hay gì đó khá là riêng tư hơn. Cộng với lại, đó là những cái sự kiện rất là lớn nữa. Tôi đang có dự định khá là nhiều ha, yeah. Sắp tới dành cho ông. Hey, tóm lại, đây là một nơi riêng tư chỉ cho hai ta thôi. What is love? Thì đơn giản lắm, ông chỉ cần vô trang web của tôi ha, dannytrần.com, và ông thấy nút subscribe ngay góc bên phải trên cùng hay không, nhấn vào đó ha. Nhập email, xác thực một tí, and boom. Xong rồi đó chỉ cần chờ email của tôi mà thôi. Nếu ông thích bro, nếu ông thích cái email nó thật là này, muốn tham gia, nhấn vào đường link đầu tiên ở bên dưới ha. Thank you. Yeah, that's it. A like, a share, a comment. Nếu ông rút ra được bài học gì trên bản thân mình ha. Nếu ông thấy quý tôi nữa, hãy chia sẻ nó cho một người bạn mà cũng đang cần như vậy. Yeah, tới phần sau ha. Nếu ông thích thì mình nói thật là hãy nhấn đường link phía dưới ha. Yeah, thank you. Và trong lúc đợi, tại sao không coi với show này đúng không? Đó là cái khá là hay, đó là cái công thức của sự kỷ luật của Stephen Bartlett. Click right here to watch it bro. Show them gains. What the f*** am I doing? Love you boys. Yeah, nếu ông muốn tìm hiểu thêm thì ông nên coi video đó trước ha. Xong rồi hãy quay lại đây.
tôi rất thích là coi luôn, rất thích là coi, tôi rất thích coi luôn. AKA hiện tượng mà não mình sẽ thay đổi. Và neuropathic